Anh chị đã thử mắm me chua ngọt siêu kích thích vị giác nhà tiểu chưa? Mắm này mà chấm khô cá ram lụi cá chiên hay làm sốt cua rang cút lộn thì phải nói là bá cháy luôn, không cần phải pha chế gì thêm, đổ ra là có thể chấm ngay. Và đặc biệt, tiệm sử dụng me tươi tự nhiên và các nguyên liệu loại một, không sử dụng chất bảo quản nên phải nói rất chất lượng. Nhà tiệm thì luôn có hàng mới mỗi ngày, sản phẩm thì đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn đến đâu là cuốn đến đó. Anh chị thử ngay nha.